bạn đã biết, hãng Xiaomi luôn sản xuất những thiết bị thông minh, ngon, bổ với giá cả hợp lý, thu hút đông đảo người tiêu dùng. Sản phẩm của Xiaomi không những sở hữu thiết kế đẹp, tinh tế mà còn đi kèm hiệu năng, tính năng nổi bật. Hãng đã mang đến cho người dùng những chiếc smartphone tiện ích hay những chiếc vòng đeo tay thông minh. Và hôm nay Đi Review sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một sản phẩm nữa, đó là giày thông minh Xiaomi 90 mới ra mắt qua video sau đây. Giày thông minh Xiaomi 90 được gia công bởi thương hiệu thể thao Lining, nhưng ngoại hình thì không có bất kỳ logo hay chi tiết nào liên quan tới thương hiệu này. Xiaomi 90 được thiết kế khỏe khoắn, trẻ trung và đầy nam tính. Về chất lượng gia công, Xiaomi 90 sở hữu đường chỉ đều tăm tắp, không hề có keo thừa, kết hợp giữa nhiều chất liệu như vải thun co giãn, cao su hay vải lưới. Xiaomi còn thiết kế lỗ thông thoáng khí, đem lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Đế giày chắc chắn với nhiều đường rãnh giúp tăng khả năng ma sát, chống trơn trượt tốt. Hơn nữa, giày thông minh Xiaomi 90 trông khá giống mẫu Adidas Tubular, danh tiếng đang được nhiều bạn trẻ săn đón hiện nay. Xiaomi 90 sở hữu hai màu sắc đen hay xám để lựa chọn với dây giày cùng tông màu giày. Khi bạn mua giày đen thì dây giày cũng là màu đen, tương tự với phiên bản giày xám. Đế giày màu trắng trông khá đẹp mắt, bên trong giày với lớp lót màu cam nổi bật, ấn tượng. Về kích cỡ, Xiaomi 90 nhiều size tùy chọn, từ 39 đến 43, dành cho phái mạnh. Màu sắc và kích cỡ của chiếc giày thông minh này khá đa dạng và nam tính. Xiaomi 90 gắn với tên gọi là giày thông minh, đặc biệt hơn so với những mẫu giày thể thao thông thường trên thị trường bởi nó được trang bị một con chip thông minh dạng rời, có thể tháo lắp tùy ý, đặt ngay dưới lót giày bên chân phải, có hỗ trợ kết nối Bluetooth và trao đổi dữ liệu với smartphone thông qua ứng dụng Mi Fit trên iOS hoặc Android. Pin của chip có thể dùng 1 năm. Trước khi sử dụng, người dùng cần scan QR code để kết nối smartphone qua Bluetooth. Đồng thời, chip xử lý này cũng được trang bị các cảm biến chuyển động và cảm biến áp lực nhằm đo hoạt động đi bộ, chạy hay lượng calo tiêu thụ hàng ngày từ người dùng. Xiaomi 90 sở hữu bề ngoài như giày thể thao thời trang thông thường, nhưng khi kết hợp với chip thông minh tiện ích thì mẫu giày này trở nên hiện đại và đặc biệt hơn nhiều. Sản phẩm này hiện đang được bán với giá 750.000, chưa bằng 1/3 giá mẫu giày Adidas Tubular thần thánh đang hot trên thị trường. Các bạn cảm nhận sao về đôi giày thông minh này của Xiaomi? Các bạn có thể comment ngay phía bên dưới cho Đi Review biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.